chào mừng các em đến với tiết học này. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về chủ đề 7, gương cầu. Các em cần lưu ý một số vấn đề sau. 1. Chuẩn bị đầy đủ bút, thước và sách tài liệu dạy học vật lý 7. 2. Trong quá trình theo dõi bài giảng, ký hiệu tay cầm bút là ghi bài. Các em nên bấm vào bài giảng để dừng và ghi bài, hoặc vẽ hình vào vở, sau đó bấm vào lại bài giảng để tiếp tục nghe. Và nếu phần kiến thức nào các em còn chưa hiểu thật rõ, thì các em cũng nên dừng bài giảng và xem lại phần kiến thức đó, kết hợp với việc sử dụng sách tài liệu vật lý. Và sau đây, cô và các em sẽ cùng nhắc lại kiến thức của bài học trước nhé. Đầu tiên, về khái niệm gương phẳng. Gương phẳng là gương có bề mặt phẳng, nhẵn, bóng. Tiếp theo, đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo ở sau gương, không hứng được trên màn trắng. Có kích thước lớn bằng vật và đối xứng với vật qua gương phẳng. Cuối cùng, ứng dụng của gương phẳng được dùng để làm gương soi, gương trang trí trong gia đình, hiệu làm tóc, vân vân. Trong chủ đề này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu 4 phần. Phần 1, khái niệm. Phần 2, tính chất ảnh tạo bởi gương cầu. Phần 3, sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu. Và phần 4, ứng dụng. Như các em đã biết, gương phẳng là gương có bề mặt phẳng và nhẵn bóng. Đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng và ứng dụng của gương phẳng. Vậy ngoài gương phẳng ra, trong cuộc sống chúng ta còn sử dụng loại gương nào nữa nhỉ? Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về loại gương mới này, đó chính là gương cầu. Và chúng ta cùng vào phần đầu tiên của bài học. Khái niệm. Các em hãy quan sát và nhận xét về hình dạng bề mặt phản xạ của hai gương sau. Đây chính là bề mặt phản xạ của hai gương ở hai hình. Các em hãy bấm dừng bài giảng lại và suy nghĩ câu trả lời nhé. Sau khi quan sát, ta sẽ rút ra được nhận xét sau. Ở hình 1, mặt phản xạ là mặt lồi của một phần mặt cầu. Và hình 2, mặt phản xạ là mặt lõm của một phần mặt cầu. Vậy gương có mặt phản xạ là mặt lồi của một phần mặt cầu chính là gương cầu lồi. Và gương có mặt phản xạ là mặt lõm của một phần mặt cầu chính là gương cầu lõm. Vậy chúng ta sẽ rút ra được kết luận. Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt lồi của một phần mặt cầu. Và ký hiệu về mặt quang học của gương cầu lồi. Tiếp theo, gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt lõm của một phần mặt cầu. Và đây là ký hiệu về mặt quang học của gương cầu lõm. Các em hãy bấm dừng bài giảng lại và chia bài vào vở. Tiếp theo, phần 2 la mã tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu. Các em hãy quan sát và rút ra nhận xét so sánh độ lớn của ảnh so với vật và ảnh ở sau gương hay trước gương trong hai trường hợp sau. Trường hợp 1 là giữa gương phẳng và gương cầu lồi. Trường hợp 2 là giữa gương phẳng và gương cầu lõm. Các em hãy bấm dừng bài giảng lại và suy nghĩ câu trả lời. Sau khi quan sát, ta sẽ rút ra được nhận xét sau. Ở trường hợp 1, đều là ảnh ảo, chùm tia phản xạ là chùm tia phân kỳ.
Vật và ảnh tạo bởi gương phẳng có cùng độ lớn và cùng khoảng cách đến gương. Còn ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có độ lớn nhỏ hơn vật và ở gần gương hơn vật. Trường hợp thứ hai giữa gương phẳng và gương cầu lõm cũng đều là ảnh ảo. Chùm tia phản xạ là chùm tia phân kỳ. Vật và ảnh tạo bởi gương phẳng có cùng độ lớn, cùng khoảng cách đến gương. Còn ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm khi đặt gần gương có độ lớn lớn hơn vật và ở xa gương hơn vật. Từ đây ta sẽ kết luận gương cầu lồi có ảnh ảo ở sau gương và nhỏ hơn vật, và gương cầu lõm có ảnh ảo ở sau gương và lớn hơn vật, và trường hợp này được xét khi đặt vật ở gần gương. Các em hãy bấm dừng bài giảng và ghi bài vào vở. Gương cầu ngoài ứng dụng tạo ảnh còn có nhiều ứng dụng quan trọng khác dựa trên đặc điểm về sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu. Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu phần ba la mã sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu. Đầu tiên, một nhỏ vùng nhìn thấy của gương cầu. Ở hình 1 là gương cầu lồi, hình 2 là gương phẳng, hình 3 là của gương cầu lõm. Trước tiên, các em hãy nhớ, vùng nhìn thấy là phần không gian trước gương chứa các vật mà ta nhìn thấy hình ảnh của chúng qua gương. Các em hãy nhìn lên hình trên. Vùng nhìn thấy của từng gương được xác định là vùng được tô màu vàng nhé. Vậy từ đây các em hãy quan sát và so sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương cầu lõm so với gương phẳng. Các em hãy bấm dừng bài giảng lại và suy nghĩ câu trả lời. Sau khi quan sát, chúng ta sẽ rút ra được kết luận sau. Về gương cầu lồi, vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước và cùng vị trí đặt mắt trước gương. Ở gương cầu lõm, vùng nhìn thấy của gương cầu lõm hẹp hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước và cùng vị trí đặt mắt trước gương. Các em hãy bấm dừng bài giảng lại và ghi bài vào vở. Tiếp theo, hai nhỏ sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm. A. Đối với chùm tia tới song song. Ở hình trên, người ta dùng đèn chiếu một chùm tia sáng song song đi là trên một màn trắng đến một gương cầu lõm. Các em hãy quan sát và nhận xét chùm tia phản xạ có đặc điểm gì. Các em hãy bấm dừng bài giảng và suy nghĩ câu trả lời nhé. Sau khi quan sát, các em sẽ rút ra được nhận xét. Đó là chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương. Vậy từ đây chúng ta sẽ rút ra được kết luận sau. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm ở trước gương. Các em hãy bấm dừng bài giảng và ghi bài vào vở. Tiếp theo, B. Đối với chùm tia tới phân kỳ. Các em hãy quan sát hình trên. Khi ta điều chỉnh một nguồn sáng nhỏ đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, vậy sẽ tạo ra chùm tia phản xạ có đặc điểm gì nhỉ? Các em hãy bấm dừng bài giảng và suy nghĩ câu trả lời. Đó chính là chùm tia phản xạ song song. Vậy từ đây chúng ta rút ra được kết luận sau.
Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp sẽ tạo ra một chùm tia phản xạ song song. Các em hãy bấm dừng bài giảng và ghi bài vào vở. Ở gương cầu lồi và gương cầu lõm có nhiều ứng dụng trong thực tế cuộc sống. Ta cùng tìm hiểu một vài ứng dụng trong cuộc sống dựa vào đặc điểm vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và đặc điểm sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm nhé. Đầu tiên, ứng dụng của gương cầu lồi. Em hãy giải thích vì sao gương nhìn sâu gắn trên xe máy, ô tô thường không phải là gương phẳng mà là gương cầu lồi. Các em hãy bấm dừng bài giảng và ghi câu hỏi này vào vở nhé. Người ta dùng gương cầu lồi mà không dùng gương phẳng để làm gương nhìn sâu vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn gương phẳng. Tiếp tục phần 2, ứng dụng của gương cầu lõm. Câu số 1. Bếp mặt trời là một thiết bị đã được sử dụng ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Dùng gương cầu lõm hoặc gương có bề mặt có tác dụng tương tự để đun nóng thực phẩm, nước uống. Em có thể nêu được nguyên tắc làm việc của loại bếp này. Em hãy dừng bài giảng và chép bài tập này vào vở. Câu trả lời của câu hỏi này là đặt nồi ở vị trí thích hợp trước gương, chùm tia sáng song song ở mặt trời đến gương có chùm tia phản xạ hội tụ tại vị trí nồi và nung nóng nồi. Câu hỏi số 2. Trong đèn pin, chóa đèn lắp quanh bóng đèn thường là một gương cầu lõm hoặc gương mà bề mặt có tác dụng tương tự. Nhờ có chóa đèn này, đèn có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ. Em có thể giải thích vì sao? Các em hãy bấm dừng bài giảng và ghi bài tập này vào vở. Và câu trả lời cho câu hỏi này là khi đèn được đặt ở vị trí thích hợp trước gương, chùm tia sáng phân kỳ từ đèn đến gương có chùm tia phản xạ là chùm tia song song. Điều này giúp cho ánh sáng đi được xa mà vẫn rõ. Ngoài những ứng dụng trên thì gương cầu còn có những ứng dụng nào khác nhỉ? Cô và các em cùng nhau vào phần mở rộng. Ngoài ra, gương cầu lồi được sử dụng trong giao thông, trong các cửa hàng, siêu thị do có vùng nhìn thấy rộng. Vậy nếu như gương cầu lồi càng lồi thì vùng nhìn thấy sẽ như thế nào nhỉ? Các em hãy nhớ, những gương này càng lồi thì vùng nhìn thấy càng rộng. Tuy nhiên, khi đó hình ảnh trong gương khá nhỏ và bị biến dạng. Những cạnh thẳng trên vật có hình ảnh bị méo và cong, như ở hình trên ha. Ngoài ra, gương cầu lõm còn được ứng dụng trong nha khoa. Và khi nhìn hai hình trên, các em sẽ thấy một điều lý thú. Là khi người đứng gần một gương cầu lõm, sẽ thấy ảnh cùng chiều và lớn hơn vật. Nhưng ảnh của những cảnh vật ở xa lại bị lộn ngược. Hoặc những chiếc gương cầu lõm có kích thước lớn, có thể tạo ra hình ảnh bị lộn ngược của những vật xung quanh. Rất là lý thú ha. Phần tiếp theo là củng cố kiến thức.
Em hãy trả lời câu hỏi sau. Em hãy quan sát các hình bên dưới và cho biết trong mỗi hình này, người đàn ông đang dùng loại gương gì để soi. Các em hãy bấm dừng bài giảng và suy nghĩ câu trả lời. À, ở gương A chính là gương cầu lồi. Và ở gương B chính là gương cầu lõm. Và đây là bản tóm tắt lại các kiến thức vừa rồi cô và các em đã tìm hiểu được. Phần cuối cùng dặn dò. Các em đọc thêm thông tin ở thế giới quanh ta trang 54, 55 và 61, 62. Làm bài 6 trang 54, làm bài 7 trang 60 và ôn lại những nội dung sau. Nguồn sáng, vật sáng, định luật trình hằng ánh sáng và định luật phản xạ ánh sáng, ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi, gương cầu lõm. Đối với các em nào chưa có sách, các em có thể bấm dừng bài giảng lại và làm bài tập nhé. Thank you.